Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là KNT Gaming đây. Và hôm nay chúng ta hãy cùng chơi một con map parkour tên gọi là map parkour cầu vồng. Trước khi vào video clip các bạn thấy hay, nhấn like, share, subscribe ủng hộ channel của mình. Và đừng quên nhấn đăng ký. À lộn, đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận nhiều video mới nhất từ channel của mình nha. Và mình đã để một hai danh sách phát mới là danh sách phát KNT Cover và KNT Music, các bạn có thể qua xem. Và dự án của mình bây giờ là sẽ làm một series game mini mới và một bài hát mới, hai dự án lớn của mình. Nhưng mà thôi anh em, hiện tại cứ thế nào thì hiện tại nó như thế nào thì bây giờ cứ như thế đó. Ok, và đọc luôn của chúng map nhỉ, quên chờ tí nha. Ok, thông tin map sang bên này. Hello mọi người, chúc mọi người chơi map vui vẻ. Cảnh báo đen ngờ, vô đi không sao thông tin map. Đi không sao, không đi mất mà. Ui giời, to thế. Chủ map mặc trang stun để mấy cái mộ này nhỉ. Mấy ông này đã chết chưa ta? Người phụ nhóc con no game. Ở đây nó không có. Đây, ở đây hình như là cái ID 7919491. Ok anh em có thể kết bạn nha. Lam APK 0860711. Mà nhìn cái ghê rợn vậy. Người coi không làm. Người sẽ không làm. Cát ca Canamin VN. Chẳng thấy cái ID đâu cả. Hình như cái đấy cái ID 4806634, chắc cái ID đấy. Người phá Kiên Hacker 8939801. À đủ. Đây này, người gì đây? Người không, người coi không làm. Shizukasu 812324. Ok, đâu thông tin map nào. Thông tin map UID 2020 5 18 5. 2020 18 á. Tên chủ map mặc trăng. Người sẽ phụ và chủ map để tên ở mộ nhé. Tên map là parkour cầu vồng nhé. Nếu có lỗi thì nói mình nhé, chứ đừng chửi map của mình nhé mọi người. Ôi shit. Mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Đây là map parkour đầu tiên của mình nhé. Nhé hơi bị lắm đấy bạn ơi. Chúc mọi người chơi map vui rẻ nhé. Ok, vui rẻ thôi. Mình chơi thì mình vui rẻ. Đi, lâu không chơi mini world, bây giờ chẳng biết là có chơi được cái mè gì không. Ok. Ok, đoạn này parkour thì hơi dễ. Nhưng mà lâu không chơi mini world nên tôi không biết là. Ui. Ui. Chờ tí em ơi, làm gì căng. À bên này bên khó này. Ồ, không ngon mà. Ok em chờ tí nhá, của tôi máy tôi nó hăng hơi lắc. Lâu lâu không vào lại bắt đầu dở trứng. Ở map cũng vui vẻ phết. Tôi nhớ chẳng nát một cái hoa. Ớt chăn một là ngọt. Gà là gà đang gãy o. Ok, what the fuck. Anh em bình tĩnh. Không làm gì phải xoắn anh em ạ. Chuyện đâu còn có đó. Ui. Gì đây? Oh shit, cái này thì bình tĩnh nha anh em ạ. Cái này tôi chịu. Cái này không chơi được, đang lên tập. Còn nghe tôi biết vấn đề rồi. Bình tĩnh nha, tôi biết vấn đề của cái này rồi. Hay à.
Oh shit. Lâu không vào chơi bây giờ không biết cái me gì. Hay là cái tên series là Bắc Cua lâu lâu. Không phải cái series hiện mình sắp làm nhá. Series khác anh em ạ. Ôi hiện tại tôi đang ngồi đây nóng vãi đét. Ôi. Đầu xanh đầu vú đầu vú. Lúc này xuống nó lag vãi cả lìn. Lag vãi. Ở đây. Oh shit. Lag đơ cả người. Ui ui ui. Lên. Bình tõm nha, bình tõm nha. Ai rồi đâu. Đừng khó là đây đúng không nhỉ? Ồ, cái này là mình lại phải bả bả hai lần rồi. Xong. Đồ nào vậy ta? Oh shit. Oh shit. Lắc lòi. Hay. Bắt chạ. Oh shit. Hay xem trình thể hiện của ta đây. Không mát nào có thể là làm khó ta được. Ha 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 ha. Đó mày khanh thấy chưa? Đó mày khanh thấy chưa? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ôi, đơ rồi anh em ạ. Không mắt nào là khó ta được, không mắt nào là khó ta được. Rồi. Được có ló liền. Ơ hoan, đời đường dễ đường khó đấy. Kệ đi. Hình như mình đi nhầm đường dễ rồi. Ui ui ui, đường dễ mình cũng không đi được á. What the fuck. Ôi trời. Ờ nhờ, nãy mình bảo cái kia đường dễ thì mình đi đường khó, có gì đâu. Hình như đúng là này đường khó thật rồi. Tôi thể, tôi chắc chắn cái đường này đường khó. Nhưng mà lag quá. Hiện tại tôi đang rất là chảy mồ hôi. Ok qua. Ô, bắt đầu. Lâu lâu không quay về tôi cũng ít nói vậy. Em thông cảm nhá, lâu không quay ít nói. Tĩnh nha. Chết đâu còn có đỏ. Mẹ đúng thật là ui ui ui. What the hell? Đúng thật là tôi lâu không chơi bây giờ tôi cũng không biết cái me gì. Lâu rồi, từ cái đợt được thi học kỳ rồi anh em ạ.
Tôi thề quả lẽ từng đi tôi hối hối hận vãi lìn. Để chảy hết mồ hôi mặt này. Oh shit. Đi được dễ. What the fuck? Tiếp tục đi đường khó. Tiếp tục thăm ngàn kẹp ngần. Oh what the fuck. Amen. Oh, mình tém, mình tém, mình tém thôi rồi. Tôi thề quả đấy là tôi không đi được đâu. The fuck? Pacha. Tôi hiểu đấy, tôi hiểu vấn đề đấy. Mà cái chảo của tôi nó cũng sắp nát tới nơi rồi. Ôi lắc, ôi lắc, ôi lắc. Ôi sao? Lắc vãi. Cái này mình xin phép mình đi đường dễ rồi nhá. Đường khó tôi không chơi được. Riêng ngay đường khó tôi ngã sấp mặt luôn. Ui 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 rác lòi. Rồi em ạ, à, hình như là sắp sập rồi. Ui, what the fuck. Ui đấy, cái lưu điểm hồi sinh rồi. Lại lag rồi anh ạ. Một pha lag đi vào lòng đất. Oh shit, anh em thấy chưa? Riêng map dễ là còn chưa chơi nổi. Huống chi là cái map khó ly, khó lịt này. Ôi dê. Thành công. Oh shit. Tôi thử đi đường kia đấy. Lâu không chơi vì không biết bắt cua được cái này không. Được em ạ, bắt cua được. Lag à? Ôi. Oh shit. Để không tốn thời gian của anh em mà tôi đi đường này. Ok. Cái gì đây? 15 à? What the fuck? How do you kick me? How do you get map? What the fuck? Đi đường nào? Ô, chủ map ơi. Map lỗi rồi. Ông chủ map nào ông xem được video này ông nhớ nhá. Map nó bị lỗi rồi đấy. Giờ sao nhở? Xem nào.
Có map sẽ thiên một cái gì? Thôi chắc là nếu các bạn thấy video của mình hay nhớ like, share, subscribe ủng hộ channel của mình. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận được nhiều video mới nhất từ channel của mình nha. Và mình là KNT Gaming. Oh what the fuck. Bye bye với cả mấy ông nha.